Các bạn đã bao giờ nghĩ là cái giò phong lan phi điểm, bất kỳ giò phong lan nào của các bạn mà nó trong giá thể nó lại nhiều cuốn chiếu và sên đến như thế không? Mà chính những con sên này nó làm hại bộ rễ phong lan của các bạn, làm cho cây chết từ từ, có thể vài tháng nó mới chết hẳn, và bộ lá xấu xí vì bộ rễ đã bị côn trùng gặm nhấm, chúng gặm dần dần. Và đây là cách tôi bắt cuốn chiếu. Đây là quả mướp các bạn nha. Các bạn đã bao giờ tưởng tượng cái giò phong lan của bạn sẽ nhiều như này chưa, cuốn chiếu nhiều như này chưa? Và đây các bạn thử nhìn xem, các bạn thử nhìn nhé, với lượng cuốn chiếu như thế này thì bao lâu bộ rễ phong lan của các bạn sẽ bị ăn trụi thụ vô kể luôn. Đây tôi sẽ cho chúng vào đây, chỗ này phải bắt xong nhỏ như thế này thôi. Cái này rất là đơn giản, không tốn tiền, không phải thuốc, kể cả sên nhá, kể cả sên các bạn dùng mướp cũng rất là hiệu quả nha. Đây chỉ xong một đêm thôi, chỉ xong một đêm thôi. Và đây nữa các bạn xem nhé, cái này thì ít, rất ít. Xem cuốn chiếu này, đấy nhá, có cả sên nhá, sên nhá, đây là sên, con này là có ăn mầm gốc rồi, con này là có ăn mầm gốc rồi, sên này sẽ ăn trụ mầm gốc của các bạn. Sạch đi, tiếp tục đặt vào đây, đặt ngày mai nữa, vào đây nữa. Chúng ăn rỗng ở cái sườn mướp, vào đây nữa. Đây là giò lan xanh xanh nha, nó là nhiều vô kể chưa. Khủng khiếp lượng cuốn chiếu, các bạn sẽ không bao giờ ngờ tới giá thể phong lan của mình đó. Nhiều cuốn chiếu đến như thế này, cuốn chiếu là xịn khủng khiếp. Các bạn đơn giản thôi, các bạn chỉ cần cắt nát quả mướp ra như thế này và đặt lên, chỉ qua một đêm thôi và hôm sau giò lan của bạn sẽ sạch hết, sạch hết cả ốc sên lẫn cuốn chiếu.